Trời ơi, nó ngọt thì thôi chứ. Đây là cái keo cắt canh của Stanley nha mọi người. Keo như vậy mà hẳn 250k. Em không hiểu nổi luôn đó mọi người. Cho mọi người coi này. Đây, ở đây em thấy nó có bốn cái vân này nè, để vừa bốn ngón tay của mình luôn. Cắt chắc là sẽ rất là êm ha. Rồi, còn cái khóa này thì hơi bị ngon luôn. Em thấy có vẻ hơi bị ngon. Nó không giống như cái khóa của Toto. Khóa của Toto lâu lâu mình cắt nó còn bị kẹt. Còn này chắc là không thể kẹt được rồi ha. Em thấy bóp nó rất là mượt này. Rồi cái độ mở lưỡi này là 12 ly nha. Chắc cũng cho mình cắt được mấy cái cành cũng khá là bự đấy. Chất liệu thì được làm bằng chất liệu cao cấp hết ha. Bây giờ em sẽ đi kiếm cành cây em cắt thử coi là cái kéo này nó có ngon không, mà nó mắc quá mọi người ơi. Trời ơi, nó ngọt thì thôi chứ. Rất là ngọt luôn ha. Rồi, thì bây giờ em sẽ cắt một cành để đem về nhà cắt cho nó đỡ ngại nha mọi người. Đây, bây giờ em sẽ tiếp tục cắt cái cành này cho mọi người coi nhé. Cắt cành to thì vẫn hơi mệt nha mọi người. À, đối với mấy cành nhỏ thì cắt quá sướng luôn. Kiểu nó cứ mượt mượt sao mọi người. Nó nhẹ nữa. So với Toto vẫn là khác biệt lắm nha mọi người. Kéo này thì chắc chỉ dành cho mấy bác mà nhiều tiền hoặc là mắc sai tiền thôi. Bác nào mà nhiều tiền thì múc ngay dưới giỏ hàng nha.